chào cả nhà nha nhà ơi. Nay anh em mình tắt hầm tiếp á cả nhà ơi. Nay thì lên đây cái hầm này căng cả nhà ơi. Anh em lên đây đi tắt. Thì sớm giờ mà máy bơm lên này. Anh em mình lấy cái lưới này hứng nè. Anh Thông đang vũ cá cả nhà ơi. Đây, em xuống chỗ hầm em quay cho cả nhà cùng xem. Anh Ba với anh Sáu thì đang bắt cá dưới cả nhà ơi. Cá lóc cả nhà. Đó, cá lóc này cả nhà. Cá lóc này. Sáu với anh Ba đang hút cá nha. Đực thì đang đi xách cá cả nhà ơi. Bà thì trên sáu đang hốt bằng cá nổi, cái này cá chốt nổi nè. Hầm cạn rồi cả nhà. Giờ cá chốt rồi nó còn nổi quá trời luôn. Bơm rồi cái đầu cá đi theo cái đường ống này nè cả nhà. Nhắm đầu vô lưới nè anh em mình hứng lại. Giờ nổi đầu nhóc chân. Cá gì bồ? Được hai con nè. Cá gì vậy? Mày dính cái này kia. Đâu cho con cá mà dính này. Hết biết cá mà dính luôn cả nhà ơi. Rồi đi về có lạc cả nhà ơi. Cá mà dính cả nhà ơi. Đực, đực thì đang vũ cá lại cả nhà ơi. Gom cục lại cho anh Phong anh hút. Thấy vô sọt đem vô trong kia cả nhà ơi. Qua cá. Cá này cá này nhóc trên. Cả nhà có thương mến anh em mình thì đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình cho nhiều video hay hơn nữa nha cả nhà. Sình quá cả nhà. Tại vì mình bơm cạn á. Đầu cá đi theo đường ống á, bởi vì nó hơi dơ. Rồi nó ra mình rửa lại cái là nó hết rồi. Rồi, sơ sơ đi. Sơ sơ vô đường mập rồi. Cá này ra đầy quá cả nhà này. Bây giờ anh Phong giác vô cả nhà. Đực thì giác vô trước rồi. Đây thì giờ anh em giác cá vô trong. Để trong kia. Trong kia thì có bà xã em với chị Ba nữa trong cả nhà. Thì vô đây. Cá thì dòng đóng vô đây chị cả nhà. Gỗ đổ nó cá chặt nó rửa trong luôn. Đó. Ừ, cá chặt nhiều lắm. Rửa đi. Đây, xem giờ cá cả nhà. Rồi cá chặt. Chặt nắp đưa sổ ra trên.
Nó chạch nhỏ nhỏ mà chừng nó lọt cái lưới uổng lắm á, nó lọt cái lưới. Lọt chân à. Hả? Ui, con này cá lăng. Cái mà dinh bự không? Rửa phải chịu. Giờ đây anh em rửa cá lại cho sạch cả nhà. Giờ này rửa cá cái nó sống tươi hết rồi. Rửa cái này sạch sẽ là đẹp đẽ là liền. Tắm luôn hả? Vô nước rồi, thiếu nước rồi cả nhà. Đừng làm gì đừng. Đừng làm gì cả nhà. Tại vì nó cười của mình một đó cả nhà. Cần hiếp lý tôi. À, cái một cái chân con. Mà nó cười gớt nước mắt cả nhà ơi. Đặc biệt cả chốt quất nha cả nhà. Chốt nào nó khóc luôn cả nhà. Giờ ngón tay cả nhà. Qua cây lốc lốc. Qua cây lốc lốc. Vui không cả nhà? Cá cả nhà ơi, sớm giờ. Cá lăng rồi mà phải vô. Cá lăng cả nhà ơi. Thôi đi ra rửa cá tiếp nè, thấy không? Giờ này thì người ta cũng tới là căng cá cả nhà. Này mình bán cá mồi nha. Hai giỏ cái bộ ơi. Không có cá rồi. Biết nhà mà. Này thì mình bán cá mồi. Đi cá làm hai giỏ đây xuống một giỏ một con. Biết rồi. Đó là giữ gạo á. Giữ gạo nhậm già. Nhậm già còn nhà em thích ngoãn nữa. Chỗ chân chỗ cái bản mà trà sữa cho nó ngắt. Giữ tin nhanh hồi nào. Này cái gồ biển cái nhà. Gồ biển không à. Gồ biển mình bán cá mồi về cho người ta cho cá ăn. Thì sớm giờ anh Sáu cũng có cúng đất đai đây cả nhà ơi. Đi tới đâu thì anh em cũng cúng tới đó. Đất đai này nó làm bè đồ phù hộ cho anh em. Bây giờ cúng xong rồi giờ anh em tôi thu dọn bỏ cho anh em tôi mà ăn cho nó cái gì được đó. Giá nhà hầm đựng lỗ được rồi. Cá ít quá à. À mà câu hộ đồ cho nhiều. Thì nướng xong rồi cúng rồi giờ anh em cũng vô chuẩn bị ăn cơm cả nhà ơi. Sáu đi trước luôn đi sao. Giờ này cũng trưa rồi cả nhà ơi. Thì anh em cũng nấu cơm ăn cái cả nhà ơi. Ngoài đồng ngoài ruộng thì có gì ăn đó. Cơm đem theo, thịt cũng đem theo, cá nướng. Cá thì mới kho. Mà nó có đồ xào nữa mà. Cơm hộp nó gì á. Đủ chén không, chạy dưới rửa mấy chén nữa. Cá lóc mới nướng luôn cả nhà. Chạy dưới rửa mấy chén nữa mới được lọc qua. Dưới cá mày dinh, kho me. Quất miên nồi luôn hay gì được. Này đi nhậu ngoài đồng cả nhà. Chú Năm, chú Hầm cả nhà ơi. Mời cả nhà Lý Vũ. Cảm ơn. Vô. Thì giấc chưa anh em cũng đáp đổi qua ngày cả nhà ơi. Con ngán lắm. Cá kho. Tại hổm trẻ chứ con xuống rồi. Cái lóc nướng rồi cả nhà ơi. Rồi bú á. Rồi xuống hầm. Hầm nào cũng tốn nhiều. Đây giờ cầm đũa được luôn rồi. Được hôm nay bị dính trưởng cái quá nặng mà. Đây là để đại ra nghe được. Anh Hai, con của chú Năm cả nhà. Anh Hai ngồi vô anh Hai. Anh Hai ngồi vô anh Hai. Anh Hai thích vô nè anh Hai. Chú đi rồi mình uống chú đi. Rồi cũng chóc. Chú đi. Mời cả nhà ly rượu cả nhà ơi. Đi mày có lấy ly chú Năm mày.
đi mà không lấy. Rồi, chào cả nhà vô. Vô nè, vô anh em. À nhậu nhậu ơi, cơm cơm cả nhà ơi, mà cái dạng cơm nha em nha. Vô nè. Thôi nào uống ngon quá. Quá trời ngọt rồi. Ồ, cá quá trời. Vậy gọi cái chú Năm đi không? Còn những cá là anh Đực gọt hái nhất anh Đực. Nó vừa ăn luôn. Con chưa vô luôn. Một lưng cá chưa em. Làm cái này cái chỗ nào. Dạ chú dùng đi, con đang bị cảm, con không dám nhậu chỗ nào ơi. Không. Con cũng không ăn nổi luôn rồi, hết ăn nổi rồi. Đang bị bệnh luôn cả nhà, ăn cũng không nổi nữa. Ăn miếng muối ớt đã. Sốt mấy bữa nay quá trời. Giác chiều, giác chiều làm xong anh ở nhà ai làm gì làm nằm luôn. Quay với hầm hồ cá rồi mà lên xèo xèo chị coi chị coi ngồi xuống nè nóng lạnh luôn nè cái tắng là xong rồi rồi thì anh em mà làm sương sương hồi nó cứ xuống hầm làm nữa cả nhà ơi, bắt cố gắng đây tới chiều cho xong rồi cá thì chắc cũng không có nhiều rồi. Có anh nào hỏi đó là hồ hầm này lời hay lỗ ơi, thì chắc lỗ anh ơi. Anh nào vô bình luận đó. Hầm thì mua hên xui vậy đó anh ơi. Mình cũng không biết được cá dưới nước đâu. Tính đi Bình Dương quay luôn anh ơi. Quay đi bán nước tương. Nó chưa chưa đến đổi đâu. Dễ gì. Cá đen còn dưới một lớp họ lo bắt. Nói chung thì cá đen thì giờ cá trắng thì mình bắt hết rồi đó, giờ còn có cá đen đó. Giờ thì chưa biết được đâu, cạn đều mới biết lóc cá chê. Cá chê thì chắc ít. Giờ đâu thấy nhiêu con nữa. Không, có lạc cái gì không. Này con nãy có nước dừa. Quen rồi. Năm nay dạng này đâu có ai nuôi đâu. Nó nuôi có một con thả bên cái diện bên đó là bắt trước nay rồi. Rồi. Lâu. Nó mới đây rồi xong bị lớn gì được, nó mới đây. Được không muốn ly nào chân được. Không muốn trời nãy gì vô thấy hết hồng luôn. Thế luôn. Cho cái cơm ốc kìa. Đi vừa cắt vừa đập đi. Hôn nữa rồi nha cả nhà. Rồi tới ai lụm đi chơi, ta lẻ chơi. Vừa hành quân vừa kể chuyện mà. Lụm đi tới đi. Để mình cho con mượn cái ly. Dạ. Hồ lại lấy bắt mấy cái lóc tặng bán cho chị này coi. Ok. Đưa ly ra. Đưa ly ra. Thì chắc có lẽ em cũng tạm dừng clip đây cả nhà ơi. Thì chú cháu anh em ăn cơm cũng vài ly rượu sương sương rồi ra hầm làm tiếp cả nhà ơi. Hẹn cả nhà lại tí xíu nữa nha. Em ra hầm em sẽ quay tiếp tục cho cả nhà cùng xem nha. Vô cái đó đi. Mời cả nhà ăn ly này nữa rồi rồi nghỉ nha. Trời, mình đuối quá rồi. Đuối quá em đuối. Bạn nè em ơi. Em. Thôi ăn cuốn quay hoài ăn vậy. Nghỉ rồi. Anh em ăn cơm xong thì chúng ra làm tiếp tục cả nhà ơi. Ốc thịt thì húng cá. Cá ở dưới anh Sa đang bơm. Sa bơm mà
cá nó đi theo đường ống cả nhà ơi. Rồi thì đang hứng đây. Lúa này là cả lên xanh hết cả nhà. Lúa này lúa lớn rồi. Trời nắng. Hôm nay gái là thủ cho chồng cả nhà không? Và xa đằng kia thì cánh đồng sen. Đợt thì giờ đi xuống lụm bàn cá cạn cả nhà. Chết nhà, cái đập quá trời cái đập. Mình thiên cái đập rồi. Cái gì dữ bầu. Cá chạch dữ lắm cái đập rồi. Cá chạch cả nhà. Đợt giờ xuống lụm cá chạch. Rồi bắt cái khô chút. Rồi cho nó. Rồi. Quá rồi. Rồi. Dễ gì là hốt rồi cứng. Cá chạch dữ lắm ha vậy được. Phơi khô ha được. Cá chạch phơi khô cả nhà ơi. Cho một bắt hoài luôn ha được. Chạch bự cái này. Được làm gì có con chó mà bảo hoài được. Cá quá trời cá rồi nha ơi. Nó khô cái sạch. Cá chạch còn được. Còn đây gai. Cái gô có sao lên sao. Bắt liên miên luôn. Vậy giữ được. Được ăn chỗ một bắt hoài luôn cả nhà. Hết chưa? Anh dài lên đằng máy đó nghe quá trời cái chạch nằm trên cạn kìa. Ngừng lên đó đó. Ừ. Lóc hai bà con. Ngược lại đi bầu, kệ đi bầu. Quá hết ghép rồi em mày. Thôi ngược lại đi, ngược lại đi, ngược lại đi. Kệ đi. Không hết cái hồng kêu nữa. Dục sinh hả được. Sinh. Cá chạch thì còn quá trời nhiều luôn cả nhà. Em bị cảm không dám xuống nữa đấy. Ở trên quay hồi nãy mới xuống cả nhà ơi. Sáng giờ không dám xuống luôn. Gì được? Cá một giò luôn. Cá gì được? Cá gì?
nhau cùng nhau luôn. Hai bàn cá chạch nữa kìa, được kế tay không kìa, được. Cá chạch quá trời cả nhà. Cá chạch cô giật cô được quá trời kìa. Kìa, cái dũng ăn trước của bò kìa, trước mặt bò kìa, một dũng cá chạch luôn kìa. Cá chạch nó nằm ngay dũng này nè cả nhà. Đó, dũng này cá chạch không nè cả nhà ơi. Còn cái chê nữa. Cái chê ơi. Thôi thì em cũng xin tạm dừng kết thúc clip đây cả nhà ơi. Để xuống bắt tiếp với mấy anh em cái. Hẹn cả nhà lại clip sau nha. Thôi giờ tạm kết thúc clip được rồi. Chào cả nhà cái bầu ơi. Hẹn cả nhà lại clip sau nha cả nhà. Chào cả nhà, cả nhà. Xuống bắt cá cả nhà ơi, mê quá rồi cả nhà ơi. Ê, cái lóc bự. Ê. Em xin hẹn cả nhà lại clip sau nha.